Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt động viên các em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Tăng 1.300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập. Đẩy nhanh chuyển giao các nhà máy nước cho doanh nghiệp. Chăm sóc vùng nhãn Việt Gáp phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu. Tình trạng chiếm dụng đất hành lang đường điện để làm lều quán kinh doanh ở khu vực chợ Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024. Trong chương trình Liên hoan Thiếu nhi làm theo lời Bác do tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức nhằm ghi nhận và biểu dương thiếu nhi trong phong trào học tập và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Chiều ngày 11 tháng 5, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi gặp mặt với 83 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên và các cán bộ đoàn viên phụ trách đội. Kính thưa Đại tướng Tô Lâm, sau khi nghe tỉnh đoàn Hưng Yên báo cáo về những kết quả thành tích của thiếu nhi tỉnh trong học tập và phong trào thi đua làm theo lời Bác, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng thiếu nhi tỉnh Hưng Yên nói chung và 83 em thiếu nhi tiêu biểu. Đồng chí Đại tướng mong muốn các em thiếu nhi Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đội viên, đẩy mạnh việc học tập và thi đua làm theo lời Bác, cố gắng rèn luyện cả sức khỏe và trí lực để có nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các cán bộ đoàn các cấp trong tỉnh và đội ngũ đoàn phụ trách đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào đội thiếu niên tiền phong tại cơ sở để các em thiếu nhi có nhiều hoạt động và sân chơi hữu ích nhằm bổ trợ cho các em trong quá trình học tập và thi đua. Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm đã trao quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh, tỉnh đoàn Hưng Yên và các em thiếu nhi cũng trao Đại tướng bức ảnh Bác Hồ về thăm Hưng Yên. Tiếp đó, đoàn đã di chuyển lên lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào lăng viếng Bác, xem những thước phim về Bác, tham quan tòa nhà Quốc hội. Đây cũng là những trải nghiệm hết sức ý nghĩa đối với các em. Đầu giờ buổi sáng tại nhà lưu niệm Bác Hồ, thành phố Hưng Yên, các đại biểu và thiếu nhi tiêu biểu đã tiến hành lễ dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyên dương, trao chứng nhận và quà cho 83 em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 có chỉ tiêu trúng tuyển tăng hơn 1.300 em so với năm học trước. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, tỉnh Hưng Yên có hơn 17.700 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 752 phòng thi tại 31 điểm thi. Chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 12.350 học sinh với tổng số 282 lớp. So với năm học trước, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi tăng khoảng 900 em, chỉ tiêu trúng tuyển tăng khoảng 1.300 em. Dù tỷ lệ chọi giảm so với những năm học trước, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ dự trúng tuyển hơn, bởi chỉ tiêu tuyển sinh biến động theo từng khu vực và từng trường học. Một số trường có tỷ lệ chọi cao như trường Trung học phổ thông Minh Châu, Trung học phổ thông Trần Quang Khải, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão. Thưa quý vị và các bạn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đang là xu thế phát triển của thời đại, trong đó ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo đang mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ tăng năng suất, giảm sản phẩm lỗi, tiết kiệm chi phí cho đến cải thiện quy trình làm việc, tự động hóa các phần việc có tính chất lặp đi lặp lại. Hay nói cách khác, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng đóng vai trò quyết định vào việc phát triển của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp dệt may này có quy mô 300 công nhân may. Mỗi người vận hành một máy may, tương ứng với mỗi mã hàng, doanh nghiệp phải có một máy may khác tương ứng cho phù hợp. Vì vậy, đồng nghĩa với việc 300 máy may đang được người lao động vận hành sẽ có 300 máy may khác luôn để không ở chế độ chờ. Điều này sẽ được khắc phục vào cuối tháng 5 này, khi doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy may mới có ứng dụng trí tuệ nhân tạo tự động hóa vào sản xuất. Với ưu điểm, một máy may có thể đáp ứng cho nhiều đơn hàng khác nhau. Ngoài ra, nhiều phần việc như cắt chỉ thì sắp tới với hệ thống máy mới sẽ được làm đồng thời trong quá trình may, qua tính toán giúp doanh nghiệp tăng năng suất từ 20 đến 30%. Trí tuệ nhân tạo cũng phải áp dụng vào trong kể cả thiết kế sản phẩm. Và hiện giờ thì chúng tôi đang thiết kế sản phẩm trên cơ sở là cái ghi nhận lại tất cả những cái yếu tố của khách hàng cần. Và nếu như có trí tuệ nhân tạo thì có tổng hợp tất cả những cái mong muốn của khách hàng cần những gì và chúng tôi sẽ thiết kế và chào hàng cho các hãng. Và đấy là một trong những ưu thế cạnh tranh của công ty. Tự động hóa trong sản xuất là điều các doanh nghiệp đang hướng tới. Trí tuệ nhân tạo
sẽ là chất xúc tác để giúp quá trình tự động hóa sản xuất ở mỗi doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo còn định hình lại nhiều phần việc có tính chất lặp lại trong quy trình sản xuất ở doanh nghiệp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Từ đó, giúp doanh nghiệp bố trí lại lực lượng lao động đảm bảo tối ưu nhất. Sự thay đổi này giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất. Đây đều là những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp nếu muốn duy trì và phát triển bền vững. Thì công ty cũng tập trung vào thay đổi dần những cái công nghệ cũng như là thiết bị tự động hóa. Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng mới đầu tư một cái hệ thống chiết cách 35 lít tự động của công ty Nguyên Đức, rất là hiện đại, chạy hoàn toàn tự động, nâng cao năng suất cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu cái sử dụng lao động chân tay. Hội nhập toàn cầu và kinh tế số đang là thách thức liên tục cho mỗi doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, là điều kiện để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, trí tuệ nhân tạo dù vẫn được coi là lĩnh vực mới với không ít doanh nghiệp Việt Nam, nhưng tại các nước phát triển, đây không còn là điều mới mẻ và sẽ là giải pháp được các doanh nghiệp trong nước hướng đến thời gian sắp tới. Chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng là hoạt động tất yếu phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc áp dụng với người cao tuổi đang có bất cập, ghi nhận tại huyện Ân Thi. Mỗi tháng, hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Lương ở xã Hồng Quang nhận được gần 800.000 đồng tiền trợ cấp cho người cao tuổi. Cây ATM và phòng giao dịch ngân hàng cách nhà khoảng 3 km. Gần 90 tuổi, ông Lương không thể tự mình đi rút tiền nên phải nhận tiền trợ cấp qua tài khoản của con cháu. Ông Nguyễn Trọng Hỷ, xã Hạ Lễ đã có tài khoản ngân hàng và thẻ ATM khoảng nửa năm nay, nhưng chưa một lần rút tiền tại các cây ATM và cũng không biết cách sử dụng như thế nào. Hàng tháng, ông đều giao dịch trực tiếp tại các chi nhánh ngân hàng. Khó khăn là đi lại. Và đi lên trên Gạo Lam mới có ngân hàng nhé. Khó khăn, không đi lại được. Chúng tôi chưa biết cách lấy như thế nào. Thế muốn lấy lại phải nhờ người khác lấy hộ. Nhiều cụ phải gửi con cháu lắm, chứ không đi lấy được hết cả. Thế mà có nhiều cụ là phải để lại 1-2 tháng các cụ mới lấy. Cho nên là nó cũng bất tiện cho chúng tôi. Thực tế tại huyện Ân Thi, nhiều người cao tuổi không có điện thoại thông minh hoặc chưa biết cách sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử nên rút tiền mặt là giải pháp duy nhất. Tìm kiếm trên website của các ngân hàng. Tại huyện Ân Thi, mỗi ngân hàng chỉ có từ 1 đến 2 cây ATM và hầu hết được đặt tại khu vực thị trấn Ân Thi. Để rút được tiền mặt, người dân phải di chuyển đoạn đường lên tới hàng chục km. Khoảng cách xa, đối tượng nhận trợ cấp lương hưu chủ yếu là người cao tuổi, mắt kém, khó thao tác trên cây ATM. Khiến nhiều người vẫn chưa mặn mà với hình thức này. Xã Hà Lễ khoảng có 500 cụ là nhận qua tài khoản, thì có hơn 30 cụ là đứng chủ tài khoản. Chưa có một cụ nào mà để rút tiền qua cây mà toàn vào quầy, nên lại gửi tài khoản của con của cháu trong gia đình. Không thể phủ nhận, việc chi trả các khoản trợ cấp, lương hưu qua tài khoản ngân hàng có nhiều ưu điểm là người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Nhưng với đối tượng người cao tuổi, cần có lộ trình để thực hiện phù hợp. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đã tổ chức thành công các phiên đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong xây dựng cơ bản. Thôn Thư Thị cách đây 2 năm về trước, các tuyến đường nhỏ hẹp, nhà văn hóa phải sinh hoạt nhờ đình làng. Nhưng từ khi có nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, địa phương đã đầu tư chủ yếu cho cơ sở hạ tầng. Đến nay, diện mạo nơi đây đã hoàn toàn đổi thay. Nhà văn hóa thôn, sân vận động được xây dựng khang trang. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường được đầu tư nâng cấp mở rộng, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện. Trước kia là xe con, xe taxi này, là không bao giờ vào được. Nhưng bây giờ xe đi lại thoải mái. Được đầu tư kinh phí này, cảm thấy là cái tương lai của các cháu nó được hưởng. Và đồng thời người ta thấy những cái mà phát triển. Nói chung của cái nông thôn mới, nó là một hiệu quả mà người dân rất là phấn khởi. Dân số và dân số cơ học đông nên trường tiểu học Tân Lập luôn trong tình trạng thiếu phòng học. Khắc phục tình trạng trên, năm 2023, từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, xã đã đầu tư xây dựng 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của nhà trường. Vận dụng cơ chế chính sách của tỉnh, xã Tân Lập đã thực hiện 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, được trên 140 suất, thu về trên 200 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, địa phương đã đầu tư xây dựng trụ sở 4 trên 5 nhà văn hóa thôn, sân vận động, tập luyện ngoài trời.
các di tích lịch sử, hoàn thiện phòng học, phòng chức năng, 100% tuyến đường giao thông của xã được cải tạo, nâng cấp với chiều rộng từ 3m đến 7,5m. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thì cái nguồn kinh phí đấy thì xã cơ bản là tập trung vào để xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân dân. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ hoàn thành cải tạo nâng cấp tất cả các tuyến đường chính trong các thôn, hoàn thành nốt cái sân thể thao của bằng cỏ nhân tạo để cho các cháu vui chơi giải trí và các hệ thống máy tập đa năng cho tất cả các lứa tuổi để phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Bên cạnh nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất, sự đóng góp từ doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần đưa xã Tân Lập sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2017, nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hiện tại địa phương tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng để hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. 76 hộ dân sống hai bên đường nối từ quốc lộ 39 vào nhà thờ bà Hoàng Thị Loan đã hiến đất để mở rộng đường. Đây là việc làm ý nghĩa của những người dân quê ngoại Bắc Hồ, thể hiện tấm lòng, sự biết ơn với thân mẫu của Bác và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của người. Đoạn đường dài 1,1 km sẽ được mở rộng từ 3m lên 7m, có cống thoát nước hai bên, mặt đường dài áp phan. Gần 1.000 m2 đất đã được các hộ dân hiến. Trong đó, hộ gia đình ông Nguyễn Công Khoan hiến gần 30 m2 đất, nhiều nhất trong số các hộ dân ở đây. Công trình do Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu làm chủ đầu tư, tổng kinh phí làm đường hơn 21,5 tỷ đồng. Khi đường mở rộng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đồng thời tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang cho khu di tích nhà thờ thân mẫu Bác Hồ. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 16 công trình cấp nước tập trung, đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn. Thực hiện nghị định số 43 năm 2022 của Chính phủ về quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch, hiện nay các ngành đang rà soát đánh giá hiện trạng và phương án để chuyển giao cho doanh nghiệp. Nhà máy cấp nước thị trấn Yên Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2008, trị giá gần 4 tỷ đồng, có công suất gần 1.300 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho 2.500 hộ dân. Sau khi được tiếp quản và vận hành, năm 2013, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp công suất lên 2.500 mét khối trên ngày đêm và cấp nước cho trên 4.200 hộ dân. Đây chỉ là một trong rất nhiều nhà máy nước được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1997-2015. Với nguồn vốn ngân sách trung ương là 60%, vốn đối ứng của địa phương là 30% và vốn nhân dân đóng góp là 10%. Đến nay, cơ bản các nhà máy nước đều đang hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch. Thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ, các đơn vị đang quản lý vận hành đều có mong muốn được tiếp nhận tài sản là nhà máy nước sạch để tiếp tục quản lý vận hành, nâng cấp mở rộng nhà máy, cung cấp nước sạch cho nhân dân, đảm bảo đúng quy định của nhà nước và của tỉnh. Công ty cũng mong muốn là mua lại cái dây chuyền xử lý nước cũ để công ty có hướng để phát triển, đầu tư, xây mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân được lâu dài. Rất là mong muốn cái chủ trương của nhà nước bàn giao cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động đầu tư mở rộng cũng như cải tạo nâng cao cái chất lượng sản phẩm nước. Tuy vậy, trong tổng số 16 nhà máy nước, có nhà máy nước Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động đi vào hoạt động từ năm 2014 nhưng đã bỏ hoang nhiều năm nay. Do thời điểm đó tỉnh có quy định các nhà máy nước sạch phải sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, sông Luộc. Trong khi đó, nhà máy lấy nguồn từ nước nội đồng, không đảm bảo vệ sinh, vì vậy nhà máy phải đi mua buôn nước để cấp cho người dân. Vì vậy, việc chuyển giao gặp khó khăn. Toàn bộ những hệ thống công nghệ rồi lọc, rồi bơm, trạm bơm cấp 1, cấp 2 là hiện tại là đều không sử dụng nữa. Nước giao chúng tôi cũng rất muốn nhận lại và trừ những cái khoản mà hiện tại nó không sử dụng đến đi. Công ty chúng tôi mong muốn tiếp nhận lại toàn bộ hệ thống đường ống và cái nhà điều hành. Theo lộ trình, khi chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý với số quyết toán ban đầu, ngân sách nhà nước sẽ thu về 60% giá trị của các nhà máy tương đương khoảng 120 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp triển khai các thủ tục để hoàn trả giá trị nhà nước đã đầu tư theo đúng quy định của nhà nước và của tỉnh. Thì các doanh nghiệp cũng đã cam kết là muốn nhận lại cái phần tài sản nhà nước và cam kết đầu tư nếu được giao theo quy định của Nghị định 43.
trong trường hợp mà doanh nghiệp không nhận bàn giao thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo các cơ quan cấp trên như Bộ Tài chính để phương án xử lý đối với cái việc doanh nghiệp họ không nhận bàn giao. Thực hiện Nghị định 43 sẽ tháo gỡ các vướng mắc tại 16 dự án nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đảm bảo thu hồi phần vốn nhà nước tại các dự án này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng nước, các công trình nước sạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Thời điểm này, các diện tích nhãn của tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn quả non. Để đảm bảo chất lượng nhãn quả, phục vụ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu, các hợp tác xã, nhà vườn tập trung chăm sóc, cắt tỉa cành, bón phân và tưới nước, quản lý vùng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Những ngày này, gia đình bà Hằng ở hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên tích cực thăm vườn chăm sóc hơn một mẫu nhãn đặc sản gồm các giống nhãn đường phèn, cùi cổ, hương chi. Bà Hằng cho biết chăm sóc nhãn là việc quanh năm nhưng giai đoạn đậu quả non này vẫn cần được chú ý hơn để nhãn đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra hoa đậu quả sai rồi ấy, thì mình là tập trung vào cắt tỉa. Cắt tỉa thí dụ như là trên cây khoảng 100 chùm thì chúng tôi có thể cắt đi mất 40 chùm để cho nó tập trung nuôi số quả và số chùm còn lại trên cây. Ở giai đoạn nhãn đậu quả non, tùy khả năng sinh trưởng phát triển của cây để xác định lượng quả cần để lại cho hợp lý. Vì vậy, công đoạn cắt tỉa là rất quan trọng. Từ năm 2016 đến nay, do được chăm sóc đúng quy trình Việt Gáp và áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nên nhãn của các hộ thành viên luôn cho năng suất cao. Năm nay, mặc dù thời tiết bất lợi, trong khi nhiều nơi khác gần như mất mùa, thì tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả của hợp tác xã vẫn đạt từ 70 đến 90% so với bình thường. Nhãn quả của hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP 3 sao, đảm bảo đủ tiêu chí xuất khẩu. Nhãn cơ lôi các tỉnh rất là nhiều, nhưng riêng cái hương yên của mình thì nó có một cái hương vị khác và cái mẫu mã của nó khác. Mà chúng tôi muốn giữ được cái hương vị đó thì phải bảo đảm cái chất lượng. Cái chất lượng là gì? Chất lượng là phải bảo an toàn cái thực phẩm thì bắt đầu mới có thương hiệu. Là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã từng xuất khẩu thành công trên 4 tấn nhãn quả tươi sang thị trường châu Âu, Singapore và 20 tấn vào các siêu thị, sàn thương mại điện tử. Các thành viên của hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng cũng đang đẩy mạnh chăm sóc cho vụ nhãn 2024. Nhãn xuất khẩu đòi hỏi chỉ tiêu rất khắt khe, phải được kiểm định về hàm lượng đường, dư lượng chất bảo vệ thực vật. Vừa rồi thì các cái chuyên gia, các cái việc kiểu nhãn, các cái doanh nghiệp của các cái nước cũng về lấy mẫu nhãn của hợp tác xã chúng tôi để đi sang xem chất lượng thì họ khảo sát đánh giá rất chỉ là tốt. Và để cho phục vụ cái chương trình những năm tiếp theo thì chúng tôi thực hiện các cái quy chế nghiêm ngặt sản xuất để có những cái lô nhãn tới đây đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước. Thành phố Hưng Yên hiện có 14 hợp tác xã trên 300 hectare nhãn Việt Gáp và 9 vùng trồng được cấp mã OTAS. Với các điều kiện kể trên, cộng với việc tuân thủ và áp dụng nghiêm quy trình chăm sóc nhãn sẽ là điều kiện thuận lợi để các nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn xuất khẩu tiêu thụ nhãn quả tươi khi vào vụ thu hoạch. Trên đường Chu Mạnh Trinh, đoạn qua khu vực phố chợ Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Bát Giang, xảy ra tình trạng một số hộ dân chiếm dụng đất hành lang an toàn lưới điện 500kV để sử dụng lều quán bán hàng và bãi để xe. Tình trạng trên xảy ra nhiều năm nay, các vi phạm chủ yếu là tập kết buôn bán vật liệu xây dựng, làm lều lán bán hàng và bãi để xe ô tô. Việc xây dựng lều quán dưới đường dây 500kV rất nguy hiểm, có thể xảy ra sự cố dẫn đến ngừng cung cấp điện, đồng thời nguy hiểm cho tính mạng của người dân. Hiện có 4 trường hợp vi phạm và diện tích đất các hộ chiếm dụng là đất đã được thu hồi nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện. Để đảm bảo cho hệ thống lưới điện hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, cần có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị tại địa phương, đồng thời cần thực hiện chế tài xử phạt nặng hơn với những hộ dân vi phạm để mang tính răn đe. Bên cạnh đó, các ngành liên quan cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để ngăn ngừa hiệu quả tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.